Sao mà bắt được? Mùi nhiều quá. Như này thấy cũng đâu bắt được. Cái ô của gần đây chả thấy mống nào, chả thấy con gì luôn. Kêu ở đây nhiều lắm rồi. Đi xuống mới phát im re hết đây này. Lại đừng có thời gắn nhé. Thời gắn chạy luôn. Khỏi kiếm. Mưa nhiều quá. Mưa có 2-3 tiếng. Ngập hết cả rồi. Con nào luôn. Ủa, con này không phải. Mồm cóc. Thấy nghe ở trong này. Sẽ từ từ đi vào trong này. Nhưng mà cỏ nhiều quá. Cái này nó nhảy xuống nước một phát là xong. Khỏi bắt. Nhiều thế. À, đây là con rồi. Con to đùng đây rồi. Bắt được rồi. To thế. Một em. Ui dồi. To thế.
Ui. Bẻ chân đi đã. Không ngoài chậm hết. Bỏ tối luôn. Đấy, một em. Thì kiếm tiếp nào. Cái gì chặn lại đâu rồi? Còn ghé này rồi. Con nó kỹ. Đúng rồi. Kêu to. Nó là một kỹ tạ. Con nó có chạy mẹ đâu. Tiền to lắm. Mẹ thường giống kêu to. Con nước nhảy mẹ đâu. Đi thấy con nào kêu rồi. Sợ nhất mối rắn.
Nó thấy con nào kêu rồi. Ờ, góc bên kia. Thằng này to nhất. Con này con cái. Mấy thằng đực. Trời mưa quá rồi, phải đi về rồi. Đoàn này đủ một bữa rồi, ngon lành rồi. Thằng này to cũng bụng luôn. Ôi trời. Nhìn cute hết.